Chạy bộ là môn thể thao cơ bản nhất. Nó đơn giản, hiệu quả và không kén người tập. Ở Việt Nam, thời gian gần đây, chạy bộ đang ngày càng phổ biến, tạo được sức lan tỏa rộng khắp đến với cộng đồng yêu thể thao. Những cuộc thi chạy bộ, thậm chí là chạy cự ly marathon, chạy đường địa hình, thu hút hàng ngàn lượt người tham gia, từ chuyên nghiệp đến bán chuyên và nghiệp dư. Vậy vì sao chạy bộ lại phát triển nhanh chóng như vậy? Và môn thể thao cơ bản này có sức hút gì đặc biệt, nhất là đối với các bạn trẻ? Tất cả sẽ có trong chương trình Thể thao là cuộc sống hôm nay. Hành Dung kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thể thao là cuộc sống. Chương trình giới thiệu đến quý vị những lát cắt thể thao sinh động cũng như là những câu chuyện hậu trường đầy thú vị. Và đoạn video clip vừa rồi cũng đã thay cho Hạnh Dung giới thiệu nội dung chính chương trình ngày hôm nay. Đó là chúng ta sẽ trò chuyện về một môn thể thao rất phổ biến và rất đơn giản. Đó chính là môn chạy bộ. Và hai vị khách mời sẽ cùng với Hạnh Dung trò chuyện trong chương trình ngày hôm nay. Xin được giới thiệu chị Nguyệt Minh và bạn Duy Tính. Xin chào chị Minh, xin chào Tính. Chào anh Dung và chào khán giả chương trình. Chào chị anh Dung và khán giả chương trình. Câu hỏi đầu tiên mà Hạnh Dung muốn hỏi để cho hai bạn có thể chia sẻ với khán giả HTV rằng là mình đã bắt đầu tập luyện môn chạy bộ này được bao lâu rồi ạ? Chào Dung. Thì thiệt ra Minh thì thiệt ra là Minh mới chỉ thật sự chạy bộ khoảng 2 tháng rưỡi đến 3 tháng nay thôi. Yeah. Thì trước đó thì Minh tập gym là chính, hoặc là yoga. Chứ đối với Minh thì thời điểm đó cách đây 2-3 tháng thì chạy bộ đó mình cái chuyện đó rất là chán. Yeah. Mình không thích, thực sự là không thích. Chắc là mình sẽ nói sâu hơn về cái chuyện mà tại sao chán mà lại chọn ở phía sau. Còn Tính thì sao? Em bắt đầu chạy thì từ lúc em còn là sinh viên và đến bây giờ thì được khoảng 4 năm rưỡi. Tức là một người thì chỉ mới bắt đầu, một người đây có thể được gọi là một vận động viên bán chuyên. Bán chuyên vận động viên của môn chạy. Thế thì hồi nãy chị Minh có chia sẻ rằng là chị thì cảm thấy là rất là chán cái môn chạy bộ này. Thì cơ duyên từ đâu mà mình lại chuyển từ những cái môn thể thao mình đang tập đó là gym và yoga và bắt đầu theo đuổi cái môn chạy bộ này ạ? Thì đầu tiên thì đó là một sự tình cờ, là một cái nhóm bạn của Minh thì đang chạy cho một cái quỹ từ thiện để gây quỹ cho các bạn sinh viên. Yeah. Thì Minh cũng là bạn của một bạn trong nhóm đó, thì hôm đó thì Minh cũng đi chạy chung với mọi người chơi thôi. Thì sau khi Minh cũng chạy được khoảng 10 cây số thì nói sao chạy hôm nay được 10 cây số rồi, cũng giỏi rồi, chứ bình thường chạy 3-5 cây thôi là thôi đi về ngủ rồi. Nhưng mà bình thường chị chạy 3-5 cây là chị chạy chạy trong phòng gym thôi, trên máy. Chạy trên máy thôi. Thì hôm đó thì chạy ở ngoài trời, chạy thử thấy 10 cây ok, cũng không đến nỗi, cũng vui. Rồi sau đó 2 tuần lại chạy một lần nữa. Yeah. Thì thấy nó cũng không có, tức là không có khó như mình nghĩ á, và nó cũng không có chán như mình nghĩ. Yeah. Rồi rồi tình cờ lại nghe mọi người chuẩn bị cho cái cuộc chạy đi Sapa. Yeah. Thì thấy Sapa cũng đẹp, cũng khá là hấp dẫn, hay là mình cứ đi du lịch đi thử. Thời thẳng mình vừa đi chơi và mình vừa ngắm cảnh nọ kia, thì mình không đi được, không chạy được thì mình đi bộ thôi. Yeah. Đó thì đó là thì sau đó mới quyết định đi. Thì yeah, lúc đó chỉ còn 1 tháng rưỡi cho đến cái ngày thi thôi. Thì 1 tháng rưỡi đó thì tập trung vào chạy xong thì mình thấy vỡ ra được rất là nhiều thứ. Sau cái cuộc chạy đó. Câu chuyện rất là thú vị. Mà Dung nghĩ là Tính thì cũng sẽ có một câu chuyện thú vị khác về chuyện mà mình đã quyết định là theo đuổi cái bộ môn này. Đúng rồi chị. Thì khi mà em quyết định tham gia môn chạy, lý do là trong cái quá trình học đại học thì mình có một cái bài kiểm tra về thể dục. 1600m. Nhưng mà khi mà mình ra kiểm tra thì chỉ chạy được 400m thôi. Còn lại là mình đi bộ. Thành ra là mình cảm thấy không hài lòng về cái thể lực của mình thời điểm đó. Trước đó thì mình đã có thử nhiều môn thể thao khác nhau. Ví dụ như chơi bóng bàn, hoặc là đánh cầu lông, hoặc là chơi tập gym trong phòng. Nhưng mà cảm giác là mình không thích, thực sự thích lắm. Và không kéo dài được quá 6 tháng. Khi mà mình tìm đến môn này, bắt đầu mình đi từ những bước đầu tiên, chạy được 400m rồi nâng dần lên. Và một thời gian sau thì mình lại càng ngày càng thích. Là mình sẽ khám phá được nhiều thứ xung quanh chuyện chạy này. Tức là nói tóm lại là do bị rớt thể dục môn chạy. Có rớt không? Chưa rớt. Thầy thương cho 5 điểm đậu. Tức là vừa đủ điểm đậu, nhưng mà cảm thấy là như vậy là không hài lòng. Thế là mình phải chinh phục những cái gì mà mình không làm được. Giống như chị Minh thì cũng là cái gì mà chán ghét thì là mình càng cố phải chinh phục bản thân mình. Thì đó là câu chuyện của Minh và Tính
đến với lại bộ môn chạy bộ. Và Hình Dung nghĩ là mỗi người thì sẽ có một câu chuyện khác nhau khi mà mình tìm đến với lại thể thao. Và đoạn clip sau đây sẽ giúp cho quý vị sẽ có cái nhìn rõ hơn về hai nhân vật của chúng ta ngày hôm nay. Tăng Nguyệt Minh, một phụ nữ cá tính, độc lập và không e ngại thử thách. Cô tập luyện thể thao để duy trì sức khỏe và cân bằng tâm trạng tích cực nhất có thể. Sau gym, yoga, Nguyệt Minh đến với chạy bộ như một giới hạn bản thân mới cần được phá vỡ. Bằng tinh thần quyết chí, Nguyệt Minh đã có thể hoàn thành cự ly full marathon 42 km chỉ sau hơn một tháng tập luyện. Nguyễn Trần Duy Tính, 26 tuổi, tốt nghiệp Đại học Bách Khoa nhưng có niềm đam mê bất tận với môn chạy bộ. Tính tự tìm tòi tư liệu để trau dồi kiến thức về khoa học thể thao, y sinh, dinh dưỡng lẫn công nghệ nhằm hoàn thiện kỹ năng và kỹ thuật liên quan đến chạy bộ. Tính cũng là thành viên sáng lập ra câu lạc bộ Việt Runners, luôn sẵn sàng truyền tải kiến thức và kinh nghiệm cho tất cả mọi người có cùng đam mê. Thường khi mà người ta đam mê một môn thể thao nào đó thì người ta sẽ tìm ra cho mình một cái lý tưởng của môn thể thao đó. Ví dụ như là những người mà thích bóng đá thì họ đam mê tìm hiểu về những cái bài toán chiến thuật. Hay là những người mà thích đánh võ thì họ lại thích cái tính đối kháng. Hoặc là ví dụ như là những cái môn mà gần với lại môn chạy bộ là môn chạy đi xe đạp chẳng hạn, thì họ lại được đi đây đi đó. Thì không biết là trong môn chạy bộ đối với lại chị Minh và đối với bạn Tính thì cái điều tuyệt vời nhất mà hai người đã tìm được trong bộ môn này là gì ạ? Đối với Minh thì đầu tiên là cái chạy bộ đó giúp cho Minh tập trung, tập trung tốt hơn. Cái thứ hai nữa là thường thì như hồi nãy mình đã nói, thường người ta hay không làm cái mình đang ghét hoặc mình đang không thích thì không ai chọn cái mình đang ghét tại vì nó không có vui. Nhưng mà khi mà mình làm được cái chuyện đó rồi á thì mình thấy những cái chuyện sau này nó có ghét hay không hay là chán hay không vui gì đó thì mình vẫn có làm được. Tại vì thiệt ra mình nghĩ bởi vì mình chưa đủ hiểu một cái vấn đề gì đó thì mình sẽ rất là dễ ghét, hoặc là với một con người nào đó thì mình cũng sẽ ghét người ta bởi vì mình chưa hiểu. Thì ví dụ đó chạy bộ cũng vậy. Thì ví dụ như công việc hay tình cảm hay những cái việc khác ở ngoài cuộc sống á thì nó bị tác động bởi cái yếu tố bên ngoài nhiều. Nó không xuất phát từ bản thân mình. Thì đây là cũng một cách để mình luyện cho cái tinh thần mình nó càng nó vững hơn. Thì để mình sau này mình ok mình chạy được rồi thì những chuyện khác mình nghĩ là nó cũng giống như chạy thôi. Mình sẽ ráng mà đi qua. Còn Tính thì sao? Trong cái môn chạy bộ này thì Tính tìm thấy cái điều gì mà tuyệt vời nhất dành cho bản thân mình? Đối với môn chạy bộ này thì có hai thứ mà mình thấy thực sự là thích. Đầu tiên là về cái sự đơn giản. Cái thứ hai là về những cái thử thách mang lại khi mà mình chạy bộ. Về cái sự đơn giản, đây là những cái nó rất là cơ bản. Ví dụ như khi chạy thì em sẽ Tính sẽ thấy được là cái chuyện mình ăn uống tốt hơn, ngủ ngon hơn và thể lực của mình nó khỏe. Thể lực của mình nó khỏe hơn, giúp cho mình có thể làm được nhiều việc khác nhau. Mình thấy được là mình có được cái nguồn năng lượng mới từ cái chuyện chạy này. Về phần thử thách thì trong quá trình mình tập luyện có những cái bước tiến mình cần phải đặt ra cho mình và mình sẽ nâng dần lên. Ví dụ như về cự ly hay về những cung đường là mình sẽ tự mình đặt cho mình những thử thách mới và mình sẽ chinh phục nó. Nhưng mà đơn giản quá thì cũng sẽ dễ nhàm chán. Thật sự thì đây là môn cũng khá là nhàm chán. Trước đây mình đã từng không, khi mà đã bắt đầu chạy rồi thì bắt đầu là mình sẽ thích những cái đường ở ngoài phố, đường xung quanh những cái cảnh đẹp mình chạy. Nhưng mà khi mình vào sân vận động thì mình lại không chạy quá được 2 vòng. Tại sao? Tại vì nó quá chán, nó làm cho mình bị tập trung mà nó bị kiểu như mình không thể nào nghĩ là mình có thể chạy được trong một cái khoảng không gian hẹp như vậy. Và nó rất là chán. Tuy nhiên nó còn cái phần thử thách đó, chính vì nó chán cho nên mình phải cố gắng vượt qua nó. Và khi mà cái chuyện chán nhất mình có thể làm được thì xoay ngược lại cuộc sống mình, những cái gì nó chán nó sẽ không còn chán nữa.
tức là hai người thì hai xuất phát điểm khác nhau, nhưng mà khi mà tìm đến chạy bộ thì đều có chung một cái mục tiêu và một cái tư duy rất là rõ ràng là cái gì mà mình càng khó chinh phục, mình cảm thấy chán nản thì mình sẽ càng làm tốt hơn, đúng không nào? Và rõ ràng là như câu chuyện của chị Minh và Tính nói thì chạy bộ đã thay đổi bản thân mình rất là nhiều. Thì hồi nãy Tính có đề cập đến vấn đề là khi mà chạy bộ thì bạn biết cách ăn uống hơn, thì có thể nói rõ hơn về yếu tố dinh dưỡng khi mà mình theo đuổi cái bộ môn này không ạ? Về phần dinh dưỡng khi mà mình chạy, bắt đầu mình sẽ cảm giác mình yêu bản thân mình hơn. Mình quan tâm tới những gì mình ăn vô, nó giúp cho mình khỏe hơn, thì mình mới có lại nguồn năng lượng để mình chạy hoặc là mình làm việc. Nếu mình không ăn uống tốt, mình sẽ không có đủ sức để mình tập chạy. Đúng, cái đó thì đúng. Cái đó thì ai cũng sẽ hiểu. Nhưng mà hồi nãy Tính nói là Tính ăn uống nó khác hơn, thì Tính có thể ví dụ cụ thể xem là trước khi mà mình chạy bộ thì mình ăn cái thói quen ăn uống của mình như thế nào, mà bây giờ thì nó thay đổi như thế nào? Trước khi chạy bộ thì mình đa phần mình sẽ ăn những cái gì mình thích. Mình không quan tâm là nó sẽ có bao nhiêu năng lượng, nó sẽ tốt hay xấu như thế nào, có đủ hay không. Nhưng mà khi mình bắt đầu chạy rồi, sau đó cái thực phẩm mình ăn đầu tiên nó sẽ trở nên phong phú hơn. Nhưng mà quan trọng là mình lấy được hiệu quả gì từ những cái đồ ăn của mình. Thành ra cái chế biến của mình nó sẽ đơn giản lại. Những cái món như là chiên xào mình sẽ không ăn nữa, không ăn nhiều nữa, vẫn ăn. Và mình tập trung ăn thêm nhiều rau thì nó sẽ tốt. Dạ, vậy thì nếu như mà ăn uống hoặc là hạn chế những món chiên xào rồi tăng cường thêm rau xanh, các loại củ quả thì cũng rất là tốt cho làn da, rồi tốt cho sức khỏe của mình sau này, đúng không chị? Một người phụ nữ rất là đẹp và quan, hình như nghĩ là cũng rất là quan tâm đến việc làm đẹp cho bản thân mình. Cái chuyện đó là chắc chắn, nói chung là chơi bất kỳ một môn thể thao nào là chắc chắn nó sẽ đem lại cho mình sức khỏe. Cái chuyện đó nó không nói rồi, nhưng mà đặc biệt ở chạy bộ nó có một cái gì nữa nè, là khi mà chạy bộ thường thì mọi người sẽ chạy buổi sáng cho nó mát. Thì mặc nhiên nếu mà chạy buổi sáng thì phải dậy sớm. Dậy sớm thì phải ngủ sớm. Mà ngủ sớm thì không được nhậu. Thì không được nhậu thì không rượu bia, không được đi chơi. Không được đi chơi và thức không thức khuya, tức là trễ nhất thì phải là 11 giờ. Thì đồng thời cái việc mà mình ngủ sớm thì lại tốt cho gan, tốt cho tiêu hóa, tốt cho hệ tuần hoàn, tốt cho giấc ngủ, thì nó kéo theo rất là nhiều thứ khác. Thì đó là cái là mà là nếu mà không là không có một cái lịch trình mà để tập luyện cụ thể thì mình sẽ rất là loạn xạ, thì nó cũng không tác dụng đâu. Nhưng mà khi mà mình set một cái cuộc cái giờ, một cái mốc thời gian nhất định trong ngày hoặc thời gian nào đó mình tập trung với các bạn thì chắc chắn nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe của mình. Nhưng mà thời gian đầu á, làm sao để có thể đấu tranh tư tưởng và chiến thắng được cái cơn buồn ngủ vào lúc sáng sớm như vậy? Thì tức nghĩa là ai cũng buồn ngủ, thời điểm đó là mọi người đang say ngủ rồi. Mình thì mình lầm còm bò dậy, trời ơi 5 giờ sáng, trời ơi người ta còn đang ngủ mà mình dậy làm cái gì, mình ngủ đi, ngủ khỏe, khỏi mất công. Tại sao lại cực thân như vậy? Tại sao phải cực như vậy? Nhưng mà nghĩ là thôi ráng đi, tụi nó không có khỏe bằng mình, nó kiểu vậy đó. Mình phải tự nói với bản thân là ok, mình sẽ khỏe, mình sẽ có một sức khỏe tốt hơn, để là như là lỡ dùng những cái bệnh lặt vặt mình có thể vượt qua được, cái sức đề kháng mình nó tốt hơn. Rồi chưa kể nữa, mình làm được cái này là mình làm cho bản thân mình. Cái chạy là chạy hoặc thể dục, nói chung là mình làm cho bản thân mình. Bây giờ mình khỏe trước thì những người trong gia đình mình sẽ thấy cái hình ảnh đó. Là cái chuyện mình đi tập thể dục nó là chuyện rất là bình thường. Thì người ta sẽ nhìn theo cái nó tập thể dục, con cái, ông bà, cha mẹ trong nhà, thì cái việc mình tập thể dục là cái chuyện nó bình thường rồi. Thì mặc nhiên thì những người trong nhà sẽ bị ảnh hưởng, tại vì người ta nói là mình là trung bình cộng của 5 người mình tiếp xúc. Mình sẽ bị ảnh hưởng với 5 người mà mình hay tiếp xúc nhất. Thì thành ra nếu mình làm như vậy, con cái của mình sẽ nhìn mình mà thấy cái chuyện mình đi tập thể dục là chuyện rất là bình thường. Thì con mình, ví dụ nó mốt nói, con đi tập thể dục đi, con cho khỏe đi, thì nó thấy chuyện nó bình thường lắm, nó sẽ đi. Tức là không phải nói, ví dụ mình không đi thì chắc chắn nó không đi, tại vì mẹ không đi sao con đi. Thì đó là vậy. Đó là nhiều khi mình phải làm tấm gương, nhiều khi gương hơi méo xíu nhưng mà ok. Không phải nào đâu, không thẳng đâu. Vậy thì giai đoạn đầu của chị Minh gặp khó khăn ở cái chỗ là chị phải thức dậy sớm. Đúng. Còn Tính thì sao? Vạn sự thì khởi đầu nan. Thì cái khởi đầu của Tính như thế nào? Khởi đầu của Tính thì cũng rất là gian nan, cũng giống như chị Minh. Nhưng mà được cái thì mình cũng đã thử rất nhiều cách. Đầu tiên là cứ đặt báo thức liên tục. Một cái đồng hồ
hai cái điện thoại. Số lượng báo thức nhiều nhất trong một ngày mà tính đặt là bao nhiêu cái? Mình cứ đặt ví dụ như mình sẽ chạy từ 5:30 thì mình sẽ đặt báo thức lúc 5:10, 5:15, 5:20 cho tới 5:30. Và thêm một cái để chắc ăn nữa thì mình nhờ những người bạn của mình gọi giùm. À, tức là báo thức thì có thể tắt nhưng mà điện thoại mà gọi tới thì cũng ngại mà không nghe đúng không? Đúng rồi, và mình sẽ hẹn trước những người bạn của mình trước. Ví dụ là ngày mai mình sẽ chạy với nhau 5:30 thì dặn trước luôn là nếu mà mình chưa dậy được thì nhờ gọi dậy giùm. Nhưng mà cái cách đó mình lại thấy hiệu quả nhất so với cái chuyện báo thức. Rồi, tiếp theo thì Tính còn gặp những cái trở ngại nào nữa? Một cái trở ngại khá lớn đối với Tính khi mà bắt đầu chạy đó là trong cái quá trình mình tập cho giải chạy 10 km đầu tiên thì khi tập được 6 tháng thì mình lại dính chấn thương. Chấn thương cụ thể là chấn thương gì hả Tính? Chấn thương cụ thể là mình bị đau gối và viêm gân xương bánh chè ở đùi. Thành ra là mình không thể chạy tiếp được. Và cái thời gian đó nó cũng khá là khó khăn. Đến đi bộ cũng không được. Và mình phải không có chạy nữa. Và cuối cùng mình không tham gia giải đó vì chấn thương. Rồi làm sao để mà mình khắc phục cái chấn thương đó. Và bây giờ thì trở thành một vận động viên chạy bộ rất là cường như vậy. Thế thì lúc này Hạnh Dung rất muốn mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi một buổi tập luyện chạy bộ của những người yêu thích bộ môn này. Trước khi mà mình tham gia, mình tập chạy bộ với nhóm á, thì mình có tự chạy. Thì mình thấy rất là chán và rất là, nghĩa là không có động lực. Nhưng mà từ khi tập luyện với mọi người á, thì có người cùng chạy, có người cùng chia sẻ những cái kiến thức về chạy bộ. Thì mình cảm thấy là mình sẽ thích môn này hơn. Và cảm giác như là mình chinh phục, cảm giác chinh phục nó cao hơn. Trước đây mình cứ nghĩ là chạy bộ là cứ lãng mạn chạy một mình thôi. Nhưng mà khi vào nhóm thì rất là đông. Và mọi người hướng dẫn cho nhau và hỗ trợ cho nhau rất là nhiều. Thì mình thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình về chạy bộ. Là ngày xưa thì mình không được khỏe lắm, cho nên mình tìm đến một cái môn thể thao để mình giúp mình có cái thể lực tốt hơn. Thì mình sau khi một thời gian mình tập chạy, bởi vì chạy là cái môn lúc đó mình có thể bắt đầu ngay được. Sau một thời gian thì mình cảm thấy là chạy bộ nó phù hợp với mình. Nó cho mình cái thể lực, cái thời gian mà mình có thể kiểm soát được. Cái thứ hai là nó giúp cho mình có cái tính kỷ luật. Thay đổi lớn nhất của mình là mình luyện tập được cái tính kiên trì. Tại vì chạy marathon thì không thể nào mà một lần mà chạy một cái ào được, mà phải là chạy rất là bền bỉ. Và quan trọng nhất là phải học được cái cách mà điều tiết được cái bản thân mình. Thì nếu như bạn chơi chạy bộ đủ lâu, bạn sẽ cảm thấy sự thú vị của nó. Trông có vẻ là buồn tẻ, nhưng mà rất nhiều người lại suốt ngày ra chạy hàng giờ như vậy. Chạy bộ nó không có nhàm chán đâu, mà đó là một môn rất là tốt để các bạn rèn luyện cả về thể lực lẫn ý chí. Và các bạn hãy ráng tham gia để cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Hạnh Dung đã từng nghĩ rằng môn chạy bộ là một môn thể thao rất cô đơn. Nhưng mà khi mà xem xong thấy mọi người cùng tập vui vẻ và chia sẻ rất là nhiều điều thú vị như vậy thì hình như là Hạnh Dung đã nghĩ sai rồi đúng không? Đúng rồi ạ. Thật sự thì môn chạy cơ bản là nó sẽ phụ thuộc chính vào bản thân mình. Tuy nhiên để mình một người mới bắt đầu, mình nên bắt đầu đúng cách. Thì thế nào là bắt đầu đúng cách? Mình sẽ không biết bắt đầu từ đâu. Hiện giờ thì ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ có rất là nhiều câu lạc bộ chạy. Thì những một người mới có thể dễ dàng tham gia. Những cái buổi tập như vậy nó sẽ giúp cho những người mới biết được những khái niệm và những cái cách để chấn thương, kỹ thuật chạy cho đúng. Và song song đó mình sẽ có luôn một cái cộng đồng ở trên Facebook. Với cái cộng đồng này các bạn có thể chia sẻ mọi thứ, không nhất thiết phải gặp nhau. Nhưng mà các bạn có thể đặt những câu hỏi hoặc là những cái chủ đề để chia sẻ với nhau. Và hiện giờ thì cộng đồng của mình cũng khá là rộng, thu hút được rất là nhiều thành viên.
Khi mà tính nói về những cộng đồng, những người bạn bè trong lúc mà tập luyện chạy bộ thì Hạnh Dung quan sát thấy là chị Minh rất là tâm đắc. Thì có lẽ là chị đã tìm được rất là nhiều người bạn thú vị từ việc mình theo đuổi bộ môn này, đúng không ạ? Ừ, đúng rồi Dung. Tại vì trước khi chạy á, thì mình đi tập trong phòng gym thôi. Thì thiệt ra là cái phần mà liên kết giữa mọi người với nhau á, nó rất là ít, nó không có cơ hội đó. Thì khi mà mình chạy thì ví dụ hôm nay mình gặp một nhóm bạn này, ngày hôm sau mình gặp một nhóm bạn khác, thì cái mối liên kết về bạn bè và cái network của mình càng ngày nó càng rộng ra thêm, mình biết rồi. Nhưng cũng như cho mình có thể là cũng như tính nói, mình có thể có một cái group, một cái nhóm ở trên mạng xã hội, thì thành ra là người này chạy cái người kia post kết quả lên chẳng hạn, thì mọi người liên với nhau thì chia sẻ chung những cái một cái niềm đam mê chung, rất là vui. Và có thể cũng là vì vậy mọi người kết nối nhau rất là nhiều. Và thường thì mọi người sẽ hẹn ra cho mình là đến cái cuộc thi này thì mình sẽ cùng tham gia và cùng đặt mục tiêu, đúng không ạ? Thì mình có thể chia sẻ về việc trải nghiệm của mình khi mà mình tham gia những cuộc thi đó. Ví dụ như là đối với lại chị Minh và Tính thì cuộc thi nào khiến mình ấn tượng nhất? Tính thì chắc nhiều rồi, nhưng mà thôi để cho mình nói trước là tại vì cái cuộc thi đầu tiên luôn. Trước nay Minh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người chạy bộ, chưa bao giờ, và mình không thích cái từ đó luôn. Như hồi nãy mình lúc đầu mình đã nói, mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ người chạy bộ. Thì đó là lý do tình cờ. Thì mình khi mình tham gia xong thì cuộc thi đầu tiên là đi Sapa 42 cây, đi đường núi 42 cây số, mà còn là đi đường núi nữa. Đi đường núi thì đối với mình là 42 cây số, tức nghĩa là mình sẽ chạy bộ từ đây lên Biên Hòa. Thì mình hình dung tại sao mình có thể chạy được từ đây lên Biên Hòa được, kiểu như vậy. Mình sẽ không bao giờ hình dung là mình sẽ làm được. Còn quan trọng là đi đường núi nữa, chứ đi đường địa hình nữa, đi đường thì bằng nó nữa. Sẽ tốn thời gian và sức gấp đôi cái đường thường. Thì đầu tiên thì định là kiếm 21 km thôi, nhưng mà bởi vì do hết sức nào lấy vô tình cờ thôi đó, thì mọi chuyện là đưa đẩy thôi, là hết chỗ thì thôi đăng ký lại 42 đi. Thì mọi người cũng nghĩ là thôi cũng hơi liều, mình thấy thì thôi cũng liều thiệt, mà thôi kệ, người ta nói liều ăn nhiều. Mình thì mình thích vậy, thôi kệ, cứ đăng ký tham gia thôi. Thì thiệt ra là khi còn 1.5 tháng tới đến ngày thi á, cũng hơi sợ, cũng hơi lo đấy, lỡ chặt chân ai tha mình về. Thì khi trên đó thì tự mình đi tự mình về thôi, chứ cũng chẳng ai lo cho mình được, kiểu vậy. Mình đã lên cho nó thi mà để mọi người tha mình về thì cũng hơi quê. Trong suốt cái quá trình đó thì đi cũng lo, cho nên thành ra là đi dưỡng là chính á. Ví dụ như mệt thì đi bộ, nào khó thì đi bộ, trời lúc nào mà thấy ok khỏe thì mới chạy. Rồi rốt cuộc thì cũng hoàn thành xong nó rồi, nghĩ mọi thứ nó cũng không khó như mình nghĩ. Mình tưởng mình không làm được, cái thiệt ra mình nghĩ mình làm được là mình sẽ làm được. Bao nhiêu tiếng để hoàn thành 42 km? Hôm đó mình đi hơn 10 tiếng. Khoan, cho Hạnh Dung nhớ lại, hồi nãy đầu chương trình thì chị Minh nói là chị mới tập chạy bộ được 2.5 tháng thôi. Tập chạy bộ 2.5 tháng mà đã dám can đảm để mà. Không, cho Minh nhắc lại chút xíu. 2 tháng rưỡi là tổng thời gian từ bữa tới giờ. Nhưng mà từ lúc bắt đầu tập đến tham gia là chỉ 1.5 tháng thôi. 1.5 tháng mà đã dám đăng ký chạy 42 cây số mà còn chạy trên đường địa hình nữa, thì đây là quả là một người phụ nữ vô cùng là tuyệt vời. Và hình như là cái quá trình của chị Minh cũng là một trong những cái quá trình tiến bộ rất là tốt so với lại cái mặt bằng chung của mọi người khi mà bắt đầu tập luyện chạy bộ, đúng không Tính? Đúng rồi ạ. Thật sự thì chị Minh tiến bộ khá là nhanh, và mình đã thấy chị Minh chạy từ những cái buổi đầu tiên. Nhưng mà ở chị Minh mình thấy là chị Minh ra tập rất là đều và cố gắng chạy mỗi ngày. Do đó mình nghĩ là cái tinh thần của chị rất là mạnh. Cảm ơn chị, bởi vì chị đã chứng tỏ cho mọi người thấy là phụ nữ cũng không hề thua kém gì cả đàn ông. Rồi chắc là Tính chia sẻ cái ấn tượng của mình về một cái cuộc thi mà mình đã từng tham gia đi nào. Thì cũng giống như chị Minh, cái giải mà mình ấn tượng nhất là cách đây 2 năm vào năm 2015. Cũng là giải ở Sapa. Lúc đó cự ly dài nhất là 70 cây. 70 cây số. Nhưng mà khi mà mình chạy thực sự thì nó ra tới 72-73 cây. Là đường thật sự rất là dài. Và mình đăng ký và cuối cùng lúc đó cũng là mới chạy thôi, chưa có kinh nghiệm gì chạy đường núi hay là chạy dài cả. Nhưng mà với cái tính là thích thử thách, mình sẽ xem thử cái đường chạy như thế nào. Và mình quyết định tham gia giải này.
năm đó thì chỉ có 21 người Việt Nam tham gia và hoàn thành được thì chỉ có 21 chỉ có 8 người. 8 người và tính là một trong 8 người ít ỏi còn lại gọi là còn sống sót sau 70 cây số. Sau này thì phong trào chạy bộ đông hơn, ngày ngày thì cái chuyện chạy bộ nó càng phổ biến hơn. Thế là bây giờ giải nó lên tới cự ly 100 cây và rất là nhiều người tham gia giải này. Vậy thì không biết là mục tiêu sắp tới của hai bạn là gì? Mục tiêu sắp tới của mình thì nếu mà Sapa thì năm ngoái chắc chắn là mình sẽ tham gia 70 rồi, thì phải lên đô rồi. Lên đô. Kế nữa thì mình sẽ chinh phục một cái mà đối với mình nó còn khó hơn cái chạy nữa, là mình sẽ tham gia Ironman 70.3 Đà Nẵng vào tháng 5 năm sau. Ironman là cuộc thi 3 môn phối đúng hợp. Đúng rồi, trong đó có một môn mình rất là sợ, đó là môn bơi. Bơi mình... và bơi trên biển nha, chứ không phải là bơi trên sông hay là bơi hồ nha. Thì đó là có một cái vết là mình đã từng kiểu như suý và chết đuối cho nên mức rất là sợ nước. À, lại là thêm một cái giới hạn khác để mà mình có thể tự chinh phục và tự phá vỡ nữa. Rồi. Nghe là hấp dẫn đấy. Khi nào mà chị Minh tham gia thì chắc chắn là Hạnh Dung sẽ tìm gặp lại chị Minh. Biết đâu mình sẽ có một cái chương trình thể thao là cuộc sống khác về những người phụ nữ tham gia những cuộc thi ba môn phối hợp. Thế còn tính thì sao, mục tiêu sắp tới của bạn là gì? Phải chăng là một cuộc thi ba môn phối hợp giống như chị Minh? À, mình sẽ không... Mình sẽ đặt một cái mục tiêu đó xa hơn một tí. Vì cơ bản ngay từ đầu đối với tính khi mà đến với môn chạy bộ, mình muốn hướng tới một cái gì đó nó lâu dài. Nghĩa là mình hướng đến chuyện chạy bộ mình nó giống như là một cái môn tập thể dục, mình có thể tập đều đặn hàng ngày. Xen kẽ đó thì mình sẽ đưa ra những cái thử thách, và đặc biệt là mình rất là thích chạy đi khám phá, đặc biệt là ở những cái vùng núi hay là những cái nơi có địa hình đẹp. Thì mình sẽ đi đến đó và khám phá ở những nơi nào mình chưa đi đến. Và thêm một cái nữa thử thách thì mình đã chạy được 100 cây rồi, cho nên tiếp theo mình sẽ cố gắng hướng đến là 100 mai, 100 dặm. Nghe nhờ Tính và chị Minh chia sẻ cái mục tiêu và cái hành trình của mình để mà chinh phục những mục tiêu đó, thì thật sự là những người như Hạnh Dung hay là những các bạn khán giả khác thì Hạnh Dung tin rằng là mọi người đây rất là háo hức và cũng thật sự là rất khâm phục cái ý chí. Phải nói đây là cái cuộc chiến về ý chí chứ không đơn giản là cuộc chiến về thể lực nữa. Và cũng xin chúc cho chị Minh và Tính sẽ có thể thực hiện được mục tiêu đó của mình, và biết đâu thì sẽ sớm hơn những cái gì mà mình đã dự định nữa. Và nếu như mà có tham gia những cái hành trình đó thì cũng nhớ chia sẻ với tất cả mọi người để mọi người có thể biết đến nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn và cùng nhau tập luyện chạy bộ. Thế thì ở phần cuối chương trình, Dung rất là muốn chị Minh và Tính hãy chia sẻ một cái thông điệp mà mình tâm đắc nhất khi mà mình theo đuổi bộ môn này để cho quý vị khán giả có thể cùng biết và cùng chia sẻ với lại hai bạn. Ok, mình thì mình muốn nói là thiệt ra là bạn hãy làm những cái điều mà bạn không thích ở trước đây, thì sau khi bạn làm được cái điều đó là bạn sẽ thấy nó rất là khác. Tại vì rồi là bạn sẽ thích tất cả mọi thứ, bạn sẽ yêu thương tất cả mọi thứ. Còn Tính thì sao? Mình thì đơn giản là muốn các bạn trẻ, ngoài cái việc là học tập hay là tham gia làm việc kiếm tiền, thì nên quay về quan tâm về sức khỏe mình một tí. Nghĩa là mình nên tìm một cái môn thể thao, không chỉ riêng về chạy bộ, nhưng mà mình nên có tập thể lực và tập thể thao để cho mình khỏe hơn, có thể làm được nhiều việc hơn. Và từ đó mình có thể là tạo ra được nhiều giá trị hơn. Rất là cảm ơn thông điệp ý nghĩa của Tính, một thông điệp mà đại diện cho giới trẻ và một thông điệp đại diện cho nữ giới về việc mà chinh phục bản thân, khám phá bản thân mình. Một lần nữa rất là cảm ơn chị Nguyệt Minh và bạn Duy Tính đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và Hạnh Dung hy vọng là quý vị khán giả sau khi theo dõi chương trình ngày hôm nay thì cũng sẽ tìm cho mình một giới hạn mới để có thể chinh phục, và qua đó chúng ta sẽ có một cuộc sống tuyệt vời hơn. Và đến đây thì chương trình Thể thao là cuộc sống tuần này cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.